Anh hiểu cảm xúc của em, không ai chơi em hết trơn á. Thôi anh khỏi còn giải thích nữa đi. Tại vì anh quan tâm đến cảm xúc của em. Anh quan tâm đến cảm xúc anh vẫn có thể nói được mà. Không thì anh sẽ nói kiểu như bây giờ mọi người vẫn đang theo mình chứ bộ. No. Làm sao người ta stitch cảm xúc của em được? Bởi vì em bị gài vô cái cảm xúc này. Cảm xúc của em không tự, em không tự điều khiển nó được à? Ừ, ok, anh nói hay lắm, anh nói hay lắm. You know. Không ai động tới cảm xúc của em được hết á. There needs to be some drama. I understand that. Drama. And the thing is, tên em mà drama đó, you are drama now. No, you are. Anh làm cái gì? Thì anh nói. Anh hiểu. Anh sẽ qua đây anh nói nhỏ với em luôn. Thì tại sao anh không làm sao mà nói nhỏ được? Nói nhỏ cái gì? Thì em nói rõ ra, thì nói rõ mình vẫn có thể nói nhỏ được, chứ không phải cái kiểu thì bây giờ em với anh là real. We're face to face. Real conversation. Ừ, mà con nói chuyện thật chân thật luôn. Đúng không? Còn cái hồi nãy á thì nó quá fake đi. Nè, em come on, you can't fake that. Nó quá là giả luôn á. Even though I can feel. Mọi điều mà em mới nói khi mà em ra đó là em đang đốt lửa cho nó đó. Chuyện nó có nhỏ xíu à. Cái drama nó chưa có luôn. Và bây giờ nó drama. Và bây giờ nó kịch tính rồi đó. Cắt cái đoạn này ra xuất sắc. Ok. No, come on. No. Why? Can't show with me. Đoạn này ra xuất sắc đúng không? Đoạn này sẽ ra xuất sắc nè. No, xuất sắc. I don't. Đoạn này ra là xuất sắc luôn nè. Xuất. Chứ chương trình đó. Chứ anh không thích. Anh thích vậy đó hả? Ừ, thì anh gì chương trình đúng không? Cái gì? Tốt cho chương trình chứ không phải cho anh. Thì anh gì chương trình? Anh gì chương trình là gì? Anh đâu, chương trình đâu cho anh gì đâu. Anh gì chương trình mà anh làm như vậy đúng không? Nè, anh tham gia chương trình này. Chương trình chỉ cho anh những cái tình bạn, những cái mối quan hệ thôi, ngoài ra không cho anh gì hết. Ok, em hiểu. Em hiểu là không phải anh set up. You were a puppet too. Anh cũng chỉ là một con rối thôi. Nhưng mà nếu như anh con rối, anh đâu có mất gì đâu. Anh cũng có thể nói gì. Anh đâu có mất gì đâu. Thì anh cũng hay nói với em biết trước mà. Ủa? Anh hả? Biết trước cái gì? Nếu như mà anh muốn diện thì nói thẳng cho em biết. Anh không phải là diễn viên nhá. Và anh diễn cái gì? Anh nói gì đó. Anh chỉ nói một lời thôi là anh cần nói chuyện với Anna sau khi ăn. Anh có thể nói vậy thẳng với em mà. Thì anh nói với em đó. Anh có nói với em mà. Anh nói thiệt nha. Anh không muốn làm em buồn gì hết á, nhưng mà trên xe hồi nãy em không nắm tay anh không có gì để nói em á. Ai tranh thủ? Em tranh thủ hả? Em tỏ tình với anh à? Ok. Để đâu? Okay, má đi. Em kéo anh qua để nói chuyện. Thì anh ngồi mà anh muốn đâu nói gì đâu. Thì tại sao không trả lời đi? Trả lời cái gì? Tại sao phải ra đây mà nói? Lúc đó em chưa làm gì hết á. Ừ. Thì tại sao lúc đó anh không nói thẳng luôn? Nếu anh có thắc mắc. Thì anh lúc đó anh đâu biết gì đâu. Anh đâu có biết nói gì đâu. Tới khi mà hai người chạm nhau rồi thì anh nói anh mới ok rõ ràng rồi. Anh mới nói với em là ok. Ờ thì tại sao không nói với em? Anh phải giống như là hỏi ý kiến của chương trình trước rồi tụi mình la hết. Tại vì anh muốn biết em nghe cái gì. Thì tại sao sau lúc đó anh không nói chuyện với em luôn? Thì anh muốn ăn. Anh cần cái thời gian. Ừ thì giống như là cái này là một cái nội dung người ta ai sẽ bắt nói em nắm nói tay với anh, em tự quyết định phải không? Nó cảm xúc của em phải không? Ừ. Đó. Không ai bắt hết. Thôi em không nói chuyện với anh nữa, em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Sao là sao? Hả? Anh ổn hả? Ổn sao ổn? Ok. Cho anh vui xíu nha. Ai? Cho anh vui xíu nha. Sao? Anh vui hả? Không. Hôm nay cho anh vui hả? Anh nói không, mọi người ở lại vui vẻ nha. Ok. Dạ, you too. Ok. Xe tới rồi kìa. Xe tới. Ok, bye. Ok, bye em. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Quan tâm mọi người, quan tâm em. Okay. À, bye anh. Bye. Hẹn gặp lại nha, gặp lại ở Sài Gòn nha, mọi người. Hẹn gặp lại Cần Thơ nha. Cần Thơ, ok. Nói chào nha. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở Sài Gòn. Không à, nhớ nhớ nha. Bye em. Gặp em ở Sài Gòn nha. Cảm ơn nói chuyện với anh thêm nữa. Ok. Cà phê. Nhá. Hả? Cà phê ở Sài Gòn. Còn gặp ở Sài Gòn mà. Hả? Bye. Take care. Bye bye Sam. Bye. Cậu chào lên Sài Gòn gặp lại. Nghe này. Sài Gòn gặp lại mà. Sài Gòn áo đi. Em hả?
Mình bạn gái chửi chứ. Ok. Vui nha mọi người. Còn có ngày thôi á. Mai tỏ tình vui vẻ. Bye bye. Bye bye. Gặp ở Sài Gòn nha. Bye bye. Anh rất là buồn. Tại vì phải chia tay với các bạn. Thật sự ngày mai là một ngày rất là sẽ rất là vui. Vì sẽ có một đêm ăn uống với nhau, tỏ tình với nhau. Nhưng mà vì công việc, anh phải về, anh phải đi đợi các bạn. Anh không có dành đủ cảm xúc với một cô gái nào hết về mặt tình cảm. Ra đi bây giờ nha. Thôi, ra kìa. Nghe lời anh Phúc, đừng họ đụng. Ok, ra bến xe luôn rồi. An chính thức rời khỏi hành trình, để lại một nỗi buồn nặng trĩu trên gương mặt của Anna. Nhưng không chỉ mình Anna, Cẩm Tiên cũng không còn được vui vẻ như trước nữa. Cô cứ im lặng trên suốt đường. Tối nay các thành viên còn lại cùng nhau đi uống nước, nhưng không hiểu vì lý do gì anh chàng Thi lại không chịu xuống xe mà chỉ muốn tâm sự cùng Xê. Ok xuống rồi đi. Ok anh đi xuống trước đi, anh sẽ xuống 5 phút sau xuống nha. Ok đi. Anh sao sao mà anh buồn? Nhưng mà hồi nãy anh có thấy ở trong quán là sao anh buồn? Ai làm gì anh? Em hả? Hay sao? Đấy là anh mệt thôi. Sao? Em dám chắc với anh Thi buồn. Anh Thi vậy là do em. Tao như Vi rồi. Thằng ấy kêu Vi lại mà. Lúc nãy á, Tuấn có thái độ với anh, anh không thích. Có thái độ hả? Mà thái độ gì với anh? Thì đó ngày cuối rồi thôi. Không biết chuyện được. Ngày mai rồi cũng xong thôi. Đúng rồi. Bây giờ không có mình không nói là làm gì, nhưng mà tại vì tính của anh không nói thì anh sẽ khó chịu. Nhưng mà này thôi, anh sẽ không nói, mình khó chịu thôi. Nhưng mà có khi nào anh nói là mình nhầm tưởng cái thái độ anh Tuấn không? Không, rõ rệt mà. Nó rõ rệt hả? Đây ngồi đây. Thì đúng là này anh thấy người ta là bỏ lên bánh tráng cuốn mà. Thì anh muốn dít anh bỏ vô cuốn cũng được, nhưng mà chấm nó ngon hơn. Sao? Mà làm gì nó hao lắm. Nói rồi em ăn hay chưa? Ăn đi rồi gì? Mọi người biết không, đây là cái cả một quá trình để em... Đây là cả một quá trình để có được chị khô gà. Em không ăn được khô gà. Không ăn khô gà. Chồng em ăn được. Chồng em ăn được. Ồ, anh ấy là người Hàn Quốc hả? Mới về nước. Vậy đấy, nghiêm trọng quá. Chị cho em chấm thử nha. Bây giờ chấm thử. Em cảm thấy cái bị lạc lòi không? Nè, đây nè, rồi đây có mình tôi. Nói chuyện rồi. Ba đứa mình. Ok, cho ba mời. Ok. Anh nói nghe nè, chia phe đi nha. Đi ra uống nước thôi, tự nhiên hẹn nhau. Mọi người đang chia phe. Mọi người đang chia phe. Ok. Mọi người đang chia phe. Bởi vậy tôi đang hỏi một câu là Tiên ở đâu? Mọi người đang chia phe. Vấn đề ngày hôm qua, vấn đề tôi đã nói, bản thân tôi đã nói ngay ở trên cái thác nước á, tôi nói với Vi rất là nhiều. Tôi muốn mọi người phải vui vẻ với nhau. Nhưng tại sao, ủa, tôi hỏi Tiên đang ở đâu trong cái bàn này? Có nghĩa là nói thẳng là tôi với Tiên đang ở đâu. Mà tự nhiên 1, 2, 3, 4 nói chuyện. Làm sao? Là vấn đề gì? Ok. Hiểu không? Ok mọi người, xin lỗi Thi. Tại biết sao? Đó là cái thái độ không tôn trọng và tôi cực kỳ rất khó chịu từ lúc nãy giờ. Anh điện động tới cái đó tôi phải một bộ thôi. Mà cái vấn đề thứ hai nữa đối với tôi, nguyên tắc tôi nói cái câu này Tuấn hiểu. Thì bản thân của tôi á, khi mà một khi tôi đã khó chịu lên rồi, tôi cũng hiểu Tuấn như thế nào, nên tôi nhường một bước để gọi là ngày cuối cùng mình sẽ vui vẻ. Tại vì anh Tuấn nói câu nói đó là nó kêu lại cho tôi khó chịu. Nguyên tắc là nguyên tắc đối với tôi là vậy.
Ok tôi im. Tại sao C và ấy nói chuyện là riêng với nhau thì sao mình không nói về vấn đề đó? Và cái vấn đề đối với tôi nói chuyện riêng không quan trọng, nhưng tôi không thích cái thái độ tôi nói chuyện với tôi như vậy, và cái cả anh Phúc cũng vậy. Cái đó là đang thiếu tôn trọng với tôi. Tại sao mọi người có thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi được mà, đúng không? Thì cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Mãi là có vấn đề thôi, không có gì hết được rồi. Không nói gì hết nữa, giờ bỏ qua được chưa? Tại vì đơn giản đối với tôi nè, không phải bộ mặt tôi lên, có nghĩa là mọi người đang thấy bộ mặt tôi chứ vậy. Ok, có nghĩa là thế này nó vậy, nhưng mà đối với bộ mặt tôi không ok. Tại vì tính tôi là tôi khó chịu, tôi phải làm thẳng. Anh đã xuống nước, anh xin lỗi em trước rồi để cho mọi cái không khí nó ok đi, rồi mình bình tĩnh rồi mình xử lý, ok chưa? Em xin lỗi anh Phú rồi nè, em không phải là được nước mà làm tới. Đây là cái cảm xúc của em, thiệt. Nhưng mà mọi người đang rối vì anh không biết mọi người mắc cái vật sai ở đâu. Không, cái này anh không nói, tại vì đơn giản anh không nói thì sao mọi người biết được? Tại cái vấn đề là nó có ở đây thôi, chứ không phải là vấn đề xa xôi đâu. Nếu hai người cảm nhận ra, ba người có cảm nhận, có thể nói chuyện riêng với nhau được, thì làm ơn bắt cái bàn một cái bên nói chuyện, đừng ngồi trong bàn. Ý thầy có là ai là người riêng? 1, 2, 3. Bởi vì tôi mới dặn một câu nói là tiên đang ở đâu. Chứ đâu có ai nói chuyện riêng gì ba người đâu. Viên ngồi bạn bên kia. Tiên ngồi ở đây và tôi ngồi ở đây. Nó nói chuyện riêng nhau là nó làm sao? Không ai hiểu gì hết trơn. Em không hiểu đúng rồi. Không hiểu, nhưng mà anh nói. Trong khi nè, anh Tuấn ngồi đây, anh Phú ngồi đây. Em nói trước, em chờ anh ra. Ok. 5 người đúng không? Em hiểu gì không? Em hiểu gì không? Anh Phú hiểu gì không? Cô không hiểu gì hết. Ông nói cái gì đó mơ hồ là sao, không hiểu hết. Tuấn nó làm rồi, nó đâu phải quá lâu đâu mà Tuấn nó không nhận ra được. Nhưng mà nó không biết là cái đoạn nào. Tại vì cái lúc mà mình nói chuyện nhau nó quá dài đi. Nó không biết là chuyện của ai. Nên là anh phải nói. Em nói thiệt với anh luôn là em hiểu rằng anh đang nghĩ gì trong đầu, anh đang nói chung là anh có suy nghĩ gì và anh đang bực cái gì, nhưng mà thật sự là cái chuyện này anh nói em không hiểu gì hết. Tại vì em có đó, em có nghe đâu biết. Thì em không nghe, nhưng mà em muốn anh thì mọi người. Thì ba chuyện anh với Tuấn thì có ba người biết thôi. Nhưng mà anh Phú với anh Tuấn không có biết gì hết, chưa biết. Mâu thuẫn bùng phát thì bắt đầu trút hết mọi sự dồn nén của mình. Lý do gì thì không hài lòng với Tuấn, không một ai biết, và ngay cả Tuấn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà quan trọng là anh không biết anh đang làm cái gì. Có nghĩa là bạn mà tôi nói gì vậy bạn? Anh hiểu được nè, khoan để nói nè, anh hiểu được cái đoạn đầu thôi. Đoạn đầu là như thế này nè, đoạn đầu là lúc em với Thi trong xe nói cái gì đó, kêu xuống nói cái đó rồi kêu thôi stop, chuyện riêng cá nhân không có ấy. Nhưng mà em không hiểu được Tuấn. Bây giờ Tuấn nói là chuyện đó là chuyện riêng của ba anh em mình thôi, để về nhà nói. Tại vì đơn giản lúc đó em đang ngồi với C và đó ngồi với Tiên. Em để cho anh nói hết đi. Không, tại vì anh lúc đầu đã nói sai rồi. Em ngồi với Tiên với C, đang ngồi vậy nè. Cái Tuấn nó quay xuống nói cái gì á, nó kêu em á, nó nói cái gì. Em đâu nói gì đâu. Bây giờ ông mới phát hiện là 100% đúng không? Ờ, 100%. Lúc này tôi nói không? Không phải, ý là pin sạc 100% chưa. Sáng á, cùng đấy. Thì bây giờ em để em nói hết được chưa? Được chưa? Chứ em dành em nói sao không vậy? Bây giờ có người nghe, người nói phải có người nghe vậy mọi người. Anh cũng bắt đầu là bực rồi đó. Thật sự đi dành, nhưng mà để em nói xong cái đã đi rồi em nói. Ok, từ nãy em nói không hả? Anh hiểu được cái đoạn đầu là gì? Là trên xe Tuấn có kêu em xuống nói cái gì đó. Ok chưa? Rồi em có xuống. Ok, em có xuống xong bắt đầu là Tuấn lại nói kêu thôi, rồi nói đánh chống lãng qua một cái câu chuyện là sạc pin 100% gì đó, đúng không? Đúng cái câu chuyện đó không? Đúng rồi. Tại gì á? Khoan, để nói. Xong rồi là Thi là tức là nhớ cái chuyện đó, tức là em nói là về chuyện đúng không? Chuyện riêng về ba anh em nói kiểu vậy đúng không? Ý vậy. Thì Thi sau đó thì vô trong bàn ăn á, thì mới nhớ lại chuyện đó, tại sao là nói chuyện nói Thi á là về nói chuyện riêng này kia, mà sau đó là bọn mình vẫn nói chuyện riêng đúng không? Ý em vậy, có vậy không? Tiên xe thôi, chuyện xe thôi. Rồi, tại vì em với Tiên với xe ngồi chung và cả ba đều im lặng. Rồi. Bất ngờ Tuấn mới kêu em quay xuống và nói cái gì đó em không hiểu. Rồi. Em không biết cái gì hết. Để có hỏi lại. Chuyện xe đó là câu chuyện trên xe đó, không? Không, từ từ. Rồi kéo xuống dưới xe, lại nói lại vẫn nói cái gì đó tôi vẫn không hiểu. Cái đoạn kéo xuống dưới xe là em với Tuấn đi hai người đúng không? Rồi, hai người dưới đúng không? Rồi. Rồi khi vào văn bàn vẫn nói lại cái chuyện đó. Và mọi người trời. Tôi nghĩ tôi có làm sai đâu mà mọi người không tin tôi. Tuấn nói cái gì tôi không hiểu. Chứ tôi nói chuyện riêng đâu. Nhưng mà vấn đề là tụi tôi không hề nói chuyện riêng. Ủa tại sao? Không phải là nè, anh
cái đoạn nó hiểu nhầm ở chỗ đó đó, cái chỗ đó là tôi không nói chuyện riêng đâu, tôi nói gì đâu. Cái đoạn ý là anh không có chuyện riêng. Thi ok, giờ tôi nói Thi về câu này nè, mình là sống trong căn nhà chung phải không, thì nó sẽ có một cái điều vài chuyện riêng và vài chuyện chung có phải không? Ông nói xong rồi tôi nói gì chưa? Rồi, không nói cái thằng tôi khác nói vậy. Ok chưa? Rồi, ok. Ông nào muốn nói xong đi rồi tôi sẽ nói. Nói đi. Ông nói ông tôn trọng cái ý kiến tôi. Khi có xe nói chuyện với ông kêu ông xuống đúng không? Thì tôi nói ông không nghe. Sau đó bên chương trình nói là không được nói chuyện riêng. Chưa đâu. Chưa. Tôi nói đá qua chuyện là ôi Thi ơi, cục sạc pin sáng sạc trăm trăm chưa? Đúng chưa? Khi cái xuống xe tôi nói này nè, nãy hồi nãy tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Nhưng mà tại vì bên chương trình không cho nó muốn nói chuyện riêng, nó về nhà để cho ba anh em mình cùng nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Đó, đúng không? Đó là kết thúc cái đó rồi. Không, là kết thúc cái đó rồi thôi. Sao lại kéo cái chuyện đó qua vô quán. Thì tôi không thay đổi gì hết. Chỉ có thay đổi nè. Khi mà ông nói câu là cái gì sao ngày hôm nay thì sẽ không có thay đổi, đúng không? Không. Tôi nói là sao hôm nay thằng Tuấn nó buồn vậy? Ok. Sao thấy okay, thấy okay, thay đổi okay, vậy? Ok, chấp nhận luôn. Thì Tuấn nói là không kỳ quá. Chị nói về nhà rồi không, cái đó là cái thái độ ông cực kỳ gay gắt. Ok nếu như tôi gay gắt cũng đó đúng không, ông có chịu tôi về cũng đúng không? Ok, coi như đó là tôi sai. Ok, ông có thể nói chuyện với tôi, tại tôi hiểu không, hiểu tôi đang nói cái gì không? Tốt okay, okay, ông có thể là nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng. Ok, nhưng mà tất cả mọi người ở đây, trời không lẽ nếu với bản tính của tôi bình thường ở ngoài á, tôi sẽ lật bàn tôi đứng lên á, nhưng mà tôi biết cả tính ông rất nóng. Và tôi nếu mà tôi làm gay gắt lên á là banh luôn á, chứ không phải là vậy đâu. Tại vì Thi có một chỗ câu chuyện là khi mà tính cách kết thúc cái câu nói xong á, và khi thái độ Thi nó chênh lệch nhau quá dài. Thi yêu tôi nói không? Có nghĩa là nếu như lúc đó Tuấn có thái độ gì với Thi đúng không? Thì Tuấn sai, được chưa? Thì mình chấm dứt ở đây. Còn nếu như mình muốn giải quyết thì mình về nhà mình sẽ trò chuyện nhau kỹ hơn. Không ở đây không có gì. Tại tính cách của tôi khi làm việc cũng vậy. Ok, vậy theo ông nói thôi, tôi không nghe nữa. Ok, ông nói đi. Tôi nói một câu thì thôi. Ai hiểu thì hiểu, nếu cảm giác nếu có thể nói chuyện riêng được, bắt cái bàn ra ngoài nói chuyện. Tôi nói như vậy có người hiểu. Thế thôi. Cho đến khi Vi phải gặp riêng Thi để nói chuyện thì lý do thực sự cho mọi hành động của Thi mới được tiết lộ. Tất cả cũng chỉ vì một chữ ghen. Tại vì cái hướng xéo của em ngồi là như vậy thì là ngay cái góc của ổng. Đừng nói quá nhiều chi tiết. Nhưng mà ý là anh biết. Ủa đó. Anh biết ở đây là chuyện gì không? Nhưng mà... anh không có quyền tức giận như vậy. Ủa không lẽ anh lật banh cái chương trình này ra để cho em, để anh giải quyết tất cả mọi việc ở đây chứ. Anh nói nghe nè, anh nói nghe nè. Giận cả chấm thớt, đúng là cả chấm thớt luôn. Anh không biết bất cứ chuyện gì luôn. Bỏ qua đi, không phải nhìn nó cộng nhìn nó vô kiếp chuyện không phải. Không, em thấy anh Phú đang kìm á. Anh đang bực rồi đó. Nói chung là thật sự rất là bực đó. Lần đầu tiên trong 7 ngày này là lần này là anh bực nhất cơ. Vô lý, anh không hiểu gì hết. Tự nhiên anh nghe nè, anh bản thân anh cũng biết không biết chuyện gì hết á. Mình đi chiều hoài làm gì á, chiều chi á. Về nhà nói đi. Hồi nãy anh nói rồi, anh nói đợi đi xuống đi, em cứ lên, em lôi xuống được cái gì. Em thấy tội. Thằng Thi á, có con cái gì không? Càng quan tâm nó là nó càng làm tới á. Anh nói cô đó nếu anh nghe được chữa nha. Em đừng có cương, em đừng bao giờ cương. Em không hề cương. Em đang hỏi anh giờ, anh có nhớ những gì chúng ta nói hay bây không? Bây giờ nhấn mạnh là một câu này nè. Ủa anh đã như vậy thôi, em diễn khéo thôi. Em diễn khéo, bây giờ sao em cứ đường như vậy hoài? Anh có biết là bây giờ mọi người khẳng định là hai đứa mình đúng không? Không còn nghi ngờ gì luôn. Không cần. Không cần thiết, đối với anh không còn quan trọng nữa. Nó không còn quan trọng nữa. Ủa cuộc chơi này để làm cái gì? Ủa nhưng mà anh đã nói mục đích để làm gì? Có phải là để thử thách tình cảm của tụi mình không? Ủa em làm như vậy thôi là thử thách gì nữa? Tức nghĩ có phải là cho nhau một cái gọi là tự do để xem sau cuối chương trình chúng ta có thuộc về nhau hay không, đúng chưa? Ủa bây giờ ví dụ chương trình vậy là bây giờ em là cuối cùng thuộc về ai? Bây giờ rồi cuối cùng bây giờ em thuộc về ai? Bây giờ nè em không thuộc về ai. Nhưng mà cái thấy, ủa tại sao anh không thấy là cái điều đó? Ủa anh cũng ngồi đây mà, ủa sao thấy không thấy em ngồi nói chuyện với anh hay gì? Trong khi sáng nay em với anh Tuấn nói chuyện với nhau là đã xác định rõ ràng với nhau là cả hai đứa không có gì rồi. Ủa tại sao anh ngồi đây mà em ấy, tại sao em anh chưa thấy em đặt một cái ghế ngồi kế bên không? Mọi người vào trước và em chỉ ngồi kế bên chỗ mọi người thôi. Đây ngồi đây. Bánh xeo đây.
Ủa, ánh mắt em nhìn ai? Em nhìn ai? Nhìn... À, nhìn Tuấn vậy nè. Tại anh biết sao không? Cái mặt anh căng quá, em không dám nói chuyện với anh luôn á. Em sợ em mà nói chuyện với anh là lại có chuyện cãi nhau nữa. Anh có tin là bây giờ em nói với mọi người là em không dám nói chuyện với anh không? Thì anh căng với mỗi ông Tuấn xong cái việc em lên đó, anh mới khó chịu tiếp. Em lên đâu? Ý là cái việc em làm đó em khó chịu tiếp. Nhưng mà ý là em nói chuyện thì ai đang nghe em thì em nói thôi. Nè, bây giờ em hỏi anh nè. Nếu anh là bạn em, anh có quyền quy định em phải nói chuyện với ai không? Dạ không được nói chuyện với ai không? Anh có thể chịu nhường xuống để cho Tuấn vui vẻ bình thường. Nhưng tại sao ok anh đã nói với em nghe cái đích đó rồi. Thì thôi mình diễn sao nó vừa thôi. Ủa nhưng mà em nói em khẳng định với anh là từ lúc mình hẹn hò về xong em vẫn vui vẻ với anh. Bây giờ anh hỏi em lúc em nói chuyện em có nhìn anh không? Không nhìn anh. Đúng em rồi. Khẳng định em không nhìn anh và em không có lý do gì để nhìn anh cả. Thì ý là mình nói chuyện chung mà. Hiểu không? Nói chuyện chung mà. Lý do gì? Anh đang ngồi có cái mặt anh chầm dầm. Em thề nếu em không phải là người biết anh trước, em cũng không dám nói chuyện với anh. Em là một người chơi thực sự em cũng không dám nói chuyện với anh. Tại vì nói thẳng là em rất sợ những cuộc cãi vã, anh hiểu không? Bây giờ ví dụ sao mà ví dụ tôi buồn cái ổ không nói chuyện tôi ổ không chia sẻ không hỏi thăm anh bị gì sao vậy? Ổ không? Sao cạch mặt dữ vậy? Ủa ví dụ như anh Phú ngồi buồn em đâu hỏi đâu. Sao cạch mặt em như vậy? Cái tính em là như vậy. Bây giờ anh muốn gì? Ủa anh đã nói rồi. Tại vì đối với em. Thí dụ bây giờ nếu mọi người đã biết rồi em làm vậy chứ nữa. Có đây chứ nữa. Ủa vấn đề là cái gì? Là cái gì trong khi mọi người đã biết rồi? Diễn để làm cái gì? Mọi người đã biết rồi. Em hồi chiều em nói với anh rồi mà. Từ đầu tới giờ em không hề diễn. Có nghĩa hả? Từ đầu tới giờ em không hề diễn. Vậy là em đang có... Em có ác cảm với anh, thật sự. Tới thời điểm bây giờ em đang có ác cảm với anh luôn. Ok. Thật sự luôn hả? Thật sự nếu luôn. Nếu mà chờ vui bình thường cũng như vậy đúng không? Xong chương trình được. Em né anh luôn. Em cũng đang suy nghĩ là sau chương trình này có thể là em sẽ có một cái sự thay đổi với anh luôn á. Bình thường thôi, bây giờ sao vậy? Bây giờ tại vì đơn giản là em nhìn thấy ở anh quá nhiều những cái mà em không thích. Bây giờ đâu cần nhất thiết anh phải diễn là anh căng với em, đúng không? Anh có thể thoải mái với em ngay từ đầu mà, tại sao anh lại chọn cái phương pháp là anh căng với em? Và những lần mà anh tỏ thái độ khó chịu, em không dám nói chuyện, em không dám nhìn vào mặt anh, tại vì em rất sợ biết thế nào nhìn tới nhìn lui thế nào cũng có chuyện. Là hiện tại em sợ anh luôn hả? Đúng rồi. Rồi về sau em cũng sợ anh luôn vì chương trình này. Chỉ cần sạch nhau không con? Nói thôi. Trên đường về, không khí trên xe thật sự căng thẳng. Và khi vừa về đến khách sạn thì đã quyết định muốn rời khỏi hành trình, khiến tất cả các thành viên khác cảm thấy hoang mang, ngoại trừ người trong cuộc là Vi. Ở mọi người biết chuyện gì chưa? Ý là... Thi không vô mà. Thi rồi về. Đã? Thi rồi về. Không có việc gì. Ừ, thì đó, ổng nói ổng có việc. Có giải quyết được không? Giải quyết để cho Thi vô đây chơi với mọi người được không? Đơn giản thôi. Nhưng mà anh nghĩ... Chứ anh không biết là giận ai hết. Chứ anh nghĩ mình đặt ra nói Thi sẽ càng bộ. Đúng rồi, anh nói cái tôi đó cho. Thôi mọi người im đi. Và Thi vào trong đây cuộc chơi của mình sẽ không còn vui nữa. Đúng rồi. Thôi kệ, ổng không thích vô. Bởi vì anh nghĩ là... ngày cuối rồi mà giờ cái chuyện nó không có đáng mà để mà xảy ra như vậy. Nhưng tự nhiên mà nếu mà anh lôi vô đây không biết là thì vậy anh mới hỏi là có giải quyết được không. Giải quyết được tức là cho nó em xuôi mọi chuyện vui vẻ. Bởi vì hình như hồi nãy á là chưa giải quyết được, tức là nó đang còn lấn cấn cho nên là nó vẫn còn ngồi ở đó. Nó chỉ là bằng mặt không bằng lòng á. Đó, bằng mặt không bằng lòng, ý là vậy. Riêng với nhau của em nha, tại vì em chơi Thiêu lâu rồi anh biết chuyện nó sẽ đỡ hơn ngày hôm nay. Bây giờ kêu rằng đang đòi về đêm nay nữa. Về như Thi cũng thấy cái cuộc chơi hành trình này bằng đánh giá bằng một cái việc mà Thi giận dỗi mà vô cớ vậy thì cho Thi về. Mọi người nói chuyện nhiều không? Đã biết rồi. Lúc nào cũng gọi là chơi là phải chơi hết mình. Thì không phải là vì một cái lý do trò chơi, ủa không phải là vì lý do xích mích ngang xương vậy mà Thi bảo vệ. Mà cũng không thể nào vì lý do công việc mà Thi bảo vệ.
Mà nếu Thi đã quyết định bỏ về chắc chắn là sẽ có lý do. Hiện tại bây giờ lý do của em không muốn Thi vào trong phòng này. Đó cái em của em. Tại vì em biết tính của Thi vào phòng này thì mọi chuyện nó không khí nó sẽ nặng nề hơn. Còn nếu như Thi muốn về thì để cho Thi về. Thôi liên cái gì liên cái nhân quen. Mọi người muốn như nào thì về. Em cũng đồng tình. Hồi nãy Thi ngồi trên xe á. Còn ai đâu, xe đâu có được đâu, ngoài đâu có đâu. Dạ, hồi nãy lúc mà chị xuống là chị thấy Thi kéo cửa xe lại. Chị cũng đồng tình với cái anh Tuấn. Tại vì nếu dễ giải quyết như vậy thì đã giải quyết xong từ nãy giờ rồi. Không như hồi nãy tụi em thấy là Thi là lấn cấn với ai nhất? Lấn cấn với em. Tuấn. Lấn cấn. Anh Tuấn. Ok. Tuấn thành phố, em lại nghĩ thành phố. Anh Tuấn, nói với em anh Tuấn. Nói chuyện anh Tuấn. Và nói thẳng thẳng em luôn. Nha, anh đã xuống nước rồi và phân tích rõ ràng vậy rồi thì phải có thế nào đó giải quyết cho nó em xuống chút xíu. Anh không thích cái kiểu mà lớn tí lớn mặt như vậy. Anh nói đơn giản thôi, cũng đừng bao giờ đánh lạc hướng mọi người. Nói chung mình gác cái đó qua bên để ok mình đi giải tiếp đi. Em thấy là còn có một ngày thôi à, em còn một đêm nay thôi. Thôi được rồi, không, bây giờ mày gác thôi, không bàn nữa. Mắc cười với em là đừng cười nữa. Khi tham gia chương trình á, thì nó thật sự ra mà nói á, là Thi với Vi có nhiều điểm bất đồng. Và cái điểm bất đồng đó thì nó cũng lặp lại ở đây thôi. Tham gia chương trình này thì anh hãy cứ chơi hết mình đi. Em vẫn tôn trọng, em vẫn để cho anh một cái không gian riêng. Đến với chương trình thì cả hai trao nhau một cơ hội để thứ nhất là kiểm định lại tình cảm của nhau có đủ lớn. Cái thứ hai là để coi sau những cái sóng gió, những cái tình cảm, những cái cảm nắng như vậy thì cả hai có vượt qua được hay không. Ok, Diễn. Chương trình này là mình tham gia để mình giấu cái thân phận của mình thật là bí ẩn. Thì ok, em diễn cho thực, cho giống thật. Có nghĩa là anh cũng là người chơi và đây cũng người chơi, tất cả mọi người đều chơi thì em có thể nói chuyện với ngài, có thể tỏ tình với người này, có thể tỏ tình với người kia, nhưng mà em cũng có thể nói chuyện với anh để cho nó đúng theo cái tự nhiên, chứ không phải là tự nhiên vô cái em không nói chuyện với anh bắt chuyện thì cũng không nói. Có phải là em đang có một cái khiến cho người khác nghi ngờ những gì không? Thi thích xe nhưng mà Thi lại tỏ ra khó chịu khi mà anh Tuấn có ý định là hẹn hò với Vi, có ý định là muốn tìm hiểu Vi thêm, thì Vi không thích điều đó. Thi chỉ muốn nói một lần cuối cùng thôi. Tại vì Thi rất sợ sau khi chương trình này kết thúc, bảo đảm chắc chắn Thi sẽ không bao giờ dám tham gia một chương trình tình yêu thật nữa. Chuyến xe hồng đã tạm biệt một thành viên, nhưng câu chuyện của nó dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn. Cặp đôi bí ẩn đang trên bờ tan vỡ, liệu có một sự cứu vãn nào cho cả hai? Sau khi An rời khỏi, liệu Tuấn có giành lấy cơ hội để đến gần hơn với Anna? Hãy đón xem vào tuần sau.